Hiếu Trung và Diệu Hiền mến chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin trong chương trình Cà phê sáng nay. Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều ứng dụng công nghệ ra đời được người dân cài đặt trên smartphone. Không biết là anh Hữu Trung đã cài đặt những ứng dụng nào trên smartphone của mình nhỉ? Nói chung là hiện tại bây giờ thì có rất nhiều ứng dụng liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 như là nCoV, tờ khai y tế chẳng hạn. Và thưa quý vị, nói chung là hiện nay mỗi người dân thì có thể cài 3 đến 4 ứng dụng để khai báo y tế, truy vết tiếp xúc, đăng ký và quản lý tiêm chủng. Ngoài ra thì nhiều địa phương còn có các hệ thống ứng dụng riêng. Chính vì có quá nhiều ứng dụng được triển khai đã khiến cho người dân lúng túng gặp khó khăn trong việc sử dụng. Nhiều ý kiến cho rằng tại sao không gộp chung các ứng dụng này thành một ứng dụng tích hợp hay còn gọi là super app. Vậy đâu mới là lời giải đáp hợp lý cho bài toán này? Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là các ứng dụng phòng chống dịch mà anh Đỗ Xuân Luân ở xã Long Tân, huyện Phú Riềng cài đặt trong điện thoại của mình. Để phục vụ khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, ông Lê Ngọc Thao, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Long Tân, đã cài rất nhiều apps như Bluezone, nCoV, Vietnam Health Declaration, sổ sức khỏe điện tử để đăng ký và quản lý tiêm chủng. Tuy vậy, có những app rất ít khi sử dụng. Tôi thấy là sử dụng qua cái app này thì nó dễ ghi chép lại những cái dịch bệnh, những người nào tiếp xúc với nhau. Thì bản thân tôi thì sử dụng cái app Bluezone quen rồi, cho nên là những cái bất lợi, bất tiện thì cũng không có rõ lắm. Thì theo như bản thân tôi thì không nên nhiều app quá, tại vì nó khó theo dõi. Tôi là cài đặt 2 app. Thì thứ nhất là mình có thời gian để tức là xem cả 2 cái app. Nên thì đó là đối với cá nhân, còn đối với trong cộng đồng thì hiện nay đang trong mùa dịch thì nên chúng ta sử dụng app thứ nhất là với cái Bluezone, hiện nay là để chúng ta nắm bắt được tình hình dịch bệnh trong khi để chúng ta đi ra ngoài, để đôi khi có các cái cơ quan chức năng người ta kiểm tra hoặc là đến các cái khu vực trung tâm đông người có cái các cái đội tổ nhóm người ta kiểm tra về sức khỏe cho cả những bản thân cá nhân là theo cái app Bluezone. Trước đó, ngay khi dịch bùng phát tại nước ta, để đáp ứng nhanh nhu cầu chống dịch, mỗi đơn vị đã đảm nhận phát triển một ứng dụng cho những nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại, nếu gộp các ứng dụng thành một sẽ mâu thuẫn về nguyên tắc thiết kế, đồng thời các nhà phát triển phải điều chỉnh lại hệ thống, hạ tầng rất nhiều. Do đó, giải pháp phù hợp hơn là tích hợp liên thông dữ liệu. Cục Tin học hóa là cái đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin Truyền thông đứng ra tập hợp các lực lượng này lại, hợp nhất các lực lượng tạo thành một nền tảng và kết nối chuyện liên thông lại. Thì cái dữ liệu này không chỉ phục vụ cho vấn đề quản lý mà còn phục vụ để phân tích, xử lý và dự báo tình hình dịch bệnh trên toàn quốc. Việc tích hợp dữ liệu giữa các ứng dụng đã bắt đầu được triển khai từ cuối tháng 5 và đang trong quá trình hoàn thiện. Khi đó, người dân chỉ cần cài một app bất kỳ trong số các ứng dụng được khuyến nghị thì sẽ có một mã QR. Mã này có độ bảo mật cao và được phân quyền quản lý nhằm bảo đảm thông tin cá nhân của mỗi người dân luôn được riêng tư. Là một người dân, một mã QR và cái mã đó sẽ liên thông dữ liệu tất cả các cái ứng dụng liên quan. Để người dân có thể là chỉ cần một mã QR đó là có thể từ thông tin tiêm chủng, rồi xét nghiệm và thậm chí rồi tiến tới cả thông tin về thông tin khám chữa bệnh. Hiện nay, quy định về nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trên toàn quốc cũng đã có. Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ tích hợp, liên thông dữ liệu, đồng thời các bộ ban ngành địa phương cần tuân thủ, triển khai đồng bộ, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, loạn áp, gây lãng phí tài nguyên, khó khăn cho người dùng. Thưa quý vị, sau khi phân vùng theo mức độ an toàn đối với dịch COVID-19, lãnh đạo tỉnh đã đưa ra quy định phòng dịch linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và thích ứng với tình hình mới. Trong đó, tỉnh cho mở cửa hoạt động trở lại một số lĩnh vực, đồng thời kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở các vùng đã kiểm soát được dịch. Điều này khiến nhu cầu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại huyện Chân Thành tăng cao. Những ngày gần đây thì việc xét nghiệm COVID-19 không còn phân biệt khung giờ và thời điểm. Đã 4 giờ chiều, nhưng lượng người đến xét nghiệm COVID-19 tại phòng khám đa khoa Chân Thành vẫn còn rất đông. Tôi ở bên tài xế lái xe, tôi thường đi qua những chốt kiểm dịch, thành ra bắt buộc tôi phải test thường xuyên mới
qua được những trạm đó. Tôi test được 4 lần. Nhu cầu công việc của bên tôi thì đi lại thường xuyên. Tôi cung cấp về mảng xây dựng nên là về đảm bảo về sức khỏe, nên là tôi nghĩ là cái vấn đề đi test xét nghiệm của Covid thì nó rất là thiết yếu cho bản thân mình và cho người khác. Theo thống kê, phòng khám đa khoa Chân Thành trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 120 lượt người test Covid-19. Thời gian qua thì trên địa bàn huyện Chân Thành thì cái nhu cầu test Covid của người dân cũng tăng cao. Bên cạnh đó thì gồm test cho những người lao động, tài xế và một số thì người dân người ta đi khám bệnh, người ta cũng có nhu cầu để mà test Covid. Sau khi mà thực hiện hết giãn cách thì chỉ thị 16 thì cái nhu cầu mà test Covid của người dân nó tăng cao hơn so với trước kia, là người ta có nhu cầu để mà có công nhân thì người ta vào các công ty để làm việc, và tài xế hoặc người ta cũng có nhu cầu và để lưu thông hàng hóa nó vẫn tăng cao hơn. Cái số lượng mà cái test Covid thì vẫn tăng cao hơn, khoảng chừng tăng hơn 20% so với khi đang thực hiện giãn cách xã hội. Khi một số lĩnh vực ngành nghề được kích hoạt trở lại thì test Covid-19 là bước đầu tiên để người dân bắt đầu lại công việc cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh sau những ngày giãn cách xã hội. Tôi ở nhà được 14 ngày. Hôm nay thì công ty có nhắn tin đó, kêu đi test Covid rồi mai công ty làm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ đăng ký lưu trú tại công ty. Không chỉ anh Khang mà rất nhiều người dân khác test Covid-19 là nhu cầu bức thiết hiện nay. Minh chứng cho điều này, tại phòng khám đa khoa Sài Gòn thuộc xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, có số lượng người đến xét nghiệm Covid-19 tăng đột biến những ngày gần đây. Tình hình test Covid của đơn vị trong thời gian giãn cách là khoảng 100 người đến test mỗi ngày. Và sau thời gian giãn cách thì lượng người đến test tăng hơn so với trong thời gian giãn cách, có thể là lên đến 150 hoặc 200. Để bắt nhịp lại với công việc thì kết quả xét nghiệm Covid-19 như một giấy thông hành đặc biệt, giúp họ được tham gia sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Vì thế, việc xét nghiệm Covid-19 là nhu cầu bức thiết hiện nay và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Thưa quý vị, trang tin công nghệ Digitime hôm qua đã có bài viết dự báo ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt bậc trong 5 năm tới. Theo bài viết, Việt Nam vẫn không ngừng thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp điện tử, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Bài viết dẫn dự báo của công ty khảo sát và tư vấn về công nghệ Technavivo nhận định, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 19%, tương đương khoảng 6,16 tỷ đô la Mỹ trong thời gian từ năm 2020 đến 2024. Cũng theo hãng nghiên cứu thị trường Fitch Solutions, các khu công nghiệp của Việt Nam vẫn thu hút đáng kể nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong ngành điện tử. Số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cũng cho thấy lượng xuất xưởng điện thoại thông minh của Việt Nam trong quý 2 năm 2021 đã tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020, bất chấp đợt lây nhiễm mới của đại dịch COVID-19 kể từ tháng 4. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tới tháng 7, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức hơn 9,78 triệu tỷ đồng, tăng 6,44% so với cuối năm 2020. Các hoạt động dịch vụ khác là lĩnh vực chiếm tỷ trọng dư nợ cao nhất gần 38% với hơn 3,7 triệu tỷ đồng. Theo sau, lĩnh vực thương mại chiếm 23% cơ cấu với gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 8%. Số liệu tài chính các ngân hàng trên sàn chứng khoán công bố cũng cho thấy một số đơn vị tăng giải ngân vào lĩnh vực này như MSB tăng dư nợ thương mại là 35% lên gần 13.790 tỷ đồng hay VB Bank tăng 21% lên 38.676 tỷ đồng. Một số nhà băng khác như MB, Việt Capital Bank, TB Bank tăng từ 6 đến 12%. Hơn 10.000 người tiêu dùng tại Australia sẽ có dịp thưởng thức gạo Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương hiệu gạo Việt Nam có tên Việt Nam Lens
a world, a best rice, có nghĩa là Việt Nam, vùng đất của gạo ngon nhất thế giới. Theo đó, 10.000 túi gạo Bang Mai Cung Đình là nhãn hiệu nổi tiếng, được người tiêu dùng tại bang Tây Australia đánh giá rất cao về chất lượng, sẽ được nhà phân phối M Import và hệ thống siêu thị MCQ đảm nhiệm tặng 10.000 khách hàng dùng thử. Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, 7 tháng đầu năm, trong bối cảnh nước này giảm mạnh nhập gạo từ thế giới, nhưng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Australia lại tăng trưởng ấn tượng đến hơn 37% về kim ngạch so với cùng kỳ. Nguyên nhân do gạo Việt Nam có chất lượng ngày càng cao cùng với nỗ lực xây dựng thương hiệu đến từ người tiêu dùng cuối. Nhằm khống chế nạn tin giả và những âm mưu gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng, đặc biệt là tại thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn rất phức tạp, hôm qua Twitter thông báo đang thử nghiệm cho phép một số người dùng gắn nhãn các nội dung sai lệch trên nền tảng của mạng xã hội này. Theo đó, bắt đầu từ hôm qua, một số người dùng tại Mỹ, Hàn Quốc và Australia đã có thể tố cáo các Twitter có nội dung sai lệch theo danh mục về sức khỏe, chính trị hoặc những vấn đề khác. Hiện, việc thử nghiệm này đang được thực hiện trên quy mô nhỏ để Twitter có thể đánh giá tính hiệu quả của cách tiếp cận mới. Thử nghiệm được cho là sẽ giúp mạng xã hội này cải thiện được tốc độ và mức độ đối phó với các hoạt động lan truyền thông tin sai lệch trên mạng. Twitter và các nền tảng công nghệ khác như Facebook, YouTube đang đối mặt với hàng loạt chỉ trích khi tỏ ra yếu kém trong việc đối phó với sự lan tràn của thông tin sai lệch trên chính nền tảng của mình. Trước đó, hồi tháng 3, Twitter cũng đã bắt đầu chặn người dùng đưa thông tin sai lệch về vaccine COVID-19 sau 5 lần cảnh báo. Mạng xã hội này cũng đã từng gắn nhãn đối với các dòng tweet và sau đó đình chỉ tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đưa các thông tin có hàm ý kích động bạo lực và sai lệch về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Các nhà khảo cổ Italy mới đây đã phát hiện một bộ hài cốt được bảo quản trong tình trạng tốt và có thể giúp làm sáng tỏ đời sống văn hóa tại thành phố cổ đại Pompeo thời La Mã. Bộ hài cốt được tìm thấy là của một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong ngôi mộ có niên đại từ những thập kỷ cuối cùng trước khi thành phố Pompeii bị vùi lấp. Đây là một trong những bộ hài cốt được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện tại khu vực tàn tích của Pompeii với dấu hiệu của tóc và tai vẫn còn trên hộp sọ. Hiện các nhà khảo cổ đang nghiên cứu liệu người đàn ông này có được ướp xác trước khi chôn cất hay không. Ngoài ra, nội dung trên bia mộ cũng cho thấy bằng chứng về việc các vở kịch từng được biểu diễn tại Pompeii bằng tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin, qua đó thể hiện đời sống văn hóa sống động và cởi mở tại đây. Pompeii từng là nơi sinh sống của khoảng 13.000 người trước khi bị vùi lấp do núi lửa phun trào vào năm 79. Tàn tích của thành phố cổ đại này bất ngờ được phát hiện vào năm 1748 và từ đó cho đến nay đã mang lại cái nhìn sâu rộng về cuộc sống của một thành phố một thời cực thịnh của đế quốc La Mã. Đua thuyền vốn là hoạt động hào hứng, nhưng một cuộc đua mới đây được tổ chức trên sông Downing còn trở nên thú vị hơn nữa khi tất cả các đội tham gia không được sử dụng những con thuyền hay xuồng máy thông thường. Họ phải tận dụng những vật liệu tái chế, bỏ đi để tạo ra những chiếc thuyền đua của riêng mình. Những chiếc bìa cứng, chai nhựa, thùng rỗng và phụ tùng xe đạp đã trở thành vật liệu chế tác cho những chiếc thuyền đua xanh trên sông Danube. 16 đội tham gia không được sử dụng bất kỳ một vật liệu nào gây hại tới môi trường. Dù vậy, họ đã chế tạo ra những chiếc thuyền độc đáo với cảm hứng từ các quán rượu nhỏ, bánh pizza hay các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh như Minion. Có những chiếc ly trên bàn như thể chúng tôi đang ngồi trong một quán rượu thực thụ, trong khi chúng tôi phải đạp để chèo thuyền. Có rất nhiều người thích tạo ra những chiếc thuyền như vậy và tham gia cuộc đua này. Họ vẫn thường nói với tôi rằng, trong suốt cuộc đua, họ cảm thấy mình như những ngôi sao nhạc rock trên sân khấu. Sông Danube là sông dài thứ hai ở châu Âu, chảy qua nhiều nước Trung và Đông Âu và đổ vào Biển Đen. Đây là con sông diễn ra nhiều cuộc đua kỳ thú hàng năm ở nhiều địa phương. Từ lâu, Vương quốc Bỉ đã nổi tiếng với rất nhiều lâu đài cổ và một trong số đó là lâu đài Bouillon, với gần 1.000 năm lịch sử và kiến trúc quân sự đặc trưng. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 trên ngã ba chiến lược giữa Pháp-Bỉ-Đức, đây được coi là một trong những lâu đài thời Trung cổ đẹp nhất ở Bỉ. Lâu đài Bouillon là một nơi ghi dấu ngàn năm lịch sử và kiến trúc quân sự của Bỉ, được đánh giá là viên ngọc thời Trung cổ của Wallinia. Đây là một trong những lâu đài mà du khách không thể bỏ qua khi đến thăm nước Bỉ.
Lâu đài thuộc tỉnh Luxembourg nằm trên một sườn núi trải dài trên bờ sông Semmoise, uốn lượn yên bình. Được xây dựng trên ba đỉnh núi đá, lâu đài Bouillon giúp cho du khách được phóng tầm mắt khắp thị trấn. Toàn bộ phong cảnh hiện ra như một bức tranh tráng lệ. Trong suốt thời kỳ Trung kỳ, Trung cổ, lâu đài dần dần được các công tước chuyển đổi thành một pháo đài quân sự và sau này mang tính chiến lược do vị trí địa lý của nó. Đây cũng là tòa lâu đài pháo đài lớn nhất ở châu Âu. Tại đây, du khách được khám phá mê cung qua các đường hầm và lối đi qua các hầm ngục dẫn đến các tầng tháp và bờ đá cao nhất nhìn thẳng đứng xuống dòng sông bên dưới. Các căn phòng của pháo đài trưng bày các loại vũ khí từ thế kỷ thứ 16 và qua đó, du khách sẽ hiểu vì sao lâu đài pháo này lại có thể tồn tại sau những cuộc bao vây của các cuộc thập tự chinh. Đó là nhờ một đường hầm chạy dài xuống một cái giếng sâu 30 mét là đường bí mật để cung cấp lương thực thực phẩm cho binh sĩ từ con sông Semmoise. Thưa quý vị, tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng Vu Lan báo hiếu, lễ hội văn hóa không riêng của người Việt Nam mà của nhiều nước châu Á theo Phật giáo nhằm đáp đền công ơn dưỡng dục của ông bà, bố mẹ, tổ tiên. Theo truyền thống ở những quốc gia châu Á theo đạo Phật như là Việt Nam, Trung Quốc hay là Singapore, tháng 7 âm lịch với điểm nhấn là lễ Vu Lan nhằm thể hiện lòng biết ơn đấng sinh thành tổ tiên. Và dịp này thì người ta thường làm lễ cầu siêu cho ông bà đã qua đời, phóng sinh, cầu phúc cho cha mẹ an khang trường thọ. Vâng, kính thưa quý vị, văn hóa thờ phụng tưởng nhớ ông bà tổ tiên là một nét đặc trưng trong văn hóa Á Đông. Tuy nhiên thì hình thức thể hiện ở mỗi quốc gia lại không hề giống nhau, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Lễ hội truyền thống này lại có những hình thức thay đổi để phù hợp. Với nền văn hóa khá tương đồng, người Singapore và Trung Quốc có nhiều điểm chung về phong tục thờ phụng ông bà tổ tiên, đặc biệt với quan niệm trần sao, âm vậy. Dịch COVID-19 đã phủ bóng đen lên toàn thế giới, tác động mạnh mẽ tới đời sống hiện nay, nên quan niệm này cũng có những thay đổi phù hợp với thời cuộc. Có vài khách hàng đặt hàng chúng tôi khẩu trang giấy để gửi cho ông bà tổ tiên, nhưng tôi nói với họ là họ có thể đốt khẩu trang dùng một lần thay vì tốn tiền mua khẩu trang giấy. Tuy nhiên, nếu họ muốn, tôi vẫn làm theo yêu cầu. Do được làm thủ công bằng tay, mỗi chiếc khẩu trang giấy có giá cũng không hề rẻ, khoảng 7 đô la Singapore, tương đương hơn 100.000 đồng Việt Nam cho một chiếc khẩu trang giấy. Tại Trung Quốc, với quan niệm ông bà tổ tiên sẽ về thăm con cháu trong tháng 7 âm lịch, một số buổi trình diễn nghệ thuật để dành riêng một hàng ghế đầu cho những bậc sinh thành. Có thể nói, đó là hàng ghế đặc biệt cho người quan trọng. Chúng tôi tin rằng, ông bà mình cũng muốn vui vầy thưởng thức nghệ thuật cùng con cháu. Tại quốc gia châu Á khác là Nhật Bản, trải qua hàng trăm năm xây dựng và phát triển, quốc gia này đã trang bị một nền công nghệ phát triển bậc nhất trên thế giới, nhưng họ vẫn lưu giữ những truyền thống lâu đời, trong đó có lễ hội Obon, lễ xá tội phong nhân Hiya, còn gọi là lễ Vu Lan theo Phật giáo. Bà Kiyomi Ichida đang lau chùi bàn thờ, chuẩn bị cho lễ Obon. Bà cũng sẽ là người thân quét dọn và thăm mộ phần của người đã khuất trong gia đình. Trong suốt một tuần diễn ra lễ hội này, người dân Nhật Bản sẽ thường treo đèn lồng cao với mục đích dẫn đường cho các linh hồn trở về nhà. Ánh sáng từ đèn lồng như ngọn lửa nhỏ dẫn đường cho linh hồn tổ tiên và người chồng quá cố của tôi. Chúng tôi dẫn đường cho linh hồn tổ tiên ra bờ biển, chia tay họ và cầu mong cho họ an toàn sang được thế giới bên kia và sớm được siêu thoát. Ở những nền văn hóa, phong tục tưởng nhớ ông bà tổ tiên có các hình thức thể hiện khác nhau, nhưng tất cả những hình thức thể hiện đó đều để tôn vinh công ơn sinh thành của cha mẹ đối với con cái, của ông bà tổ tiên đối với con cháu. Dù xã hội có văn minh phát triển đến đâu, thì nét đẹp báo hiếu luôn được đề cao và mãi trường tồn. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà phê sáng nay của truyền hình Bình Phước. Chúc quý vị một buổi sáng bình an, hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt.